Xin chào quý anh chị, hôm nay chiều sẽ quay và giới thiệu cho anh chị một chiếc Sorento 2018. Đó, xe này chạy 68.000 cây, 7 chỗ. Nè, chiều có hai chiếc nè. Một chiếc Santa Fe nè, một chiếc Sorento nè. Đó, hai cái xe đều là 7 chỗ, đều là máy xăng luôn. Đó, có hai cái lựa chọn cho anh chị đó. Anh chị có quan tâm xe nào thì đến coi. Sorento này thì chiều bán giá là 650 triệu. Đây, anh chị coi cái nội thất nè, nó đẹp lắm. Xe này người ta mua tại chạy gia đình, người ta kỹ xe lắm. Anh chị coi nè, cái vân nè. Có hai vị trí ghế nhớ luôn. Đó, đây. Còn đẹp quá trời, cái chi tiết trong nội thất còn đẹp. Đây, chị coi nè, chi tiết trong nội thất này, đẹp quá trời đẹp luôn. Nhưng mà xe này người ta chạy người ta cũng kỹ anh chị. Là hàng cầu vô lăng nè. Đó, vô lăng cũng còn đẹp nè, 68.000 cây. Đó, màn hình giải trí nè, điều hòa hai dùng nè. Đó, số tự động nè, động cơ 2.4, động cơ xăng. Chì khóa thông minh nè. Đây, chị coi cái dấu tự tay cũng còn đẹp nè, cái vân. Đó, chị coi cái ghế tài cũng còn đẹp nè. Thấy không? Đó, có cửa sổ trời luôn nè. Đó, 650 triệu thôi, xe này sản xuất 2018, được cái nó 7 chỗ, rộng rãi. Anh chị nào muốn tìm một chiếc xe gia đình 7 chỗ ghé coi nè. Vỏ mới luôn nha, đỏ nè, đát 22 luôn á. Nè, đát 22 luôn, đây. 68.000 cây thay vỏ cho chị rồi, 7 chỗ. Anh chị nào tìm xe 7 chỗ đi gia đình thì ghé coi thử cái chiếc Sorento này anh chị. Có hai cái xe hàng, là một chiếc Santa Fe nè, cũng 7 chỗ nè. Chiếc Sorento này cũng 7 chỗ nè. Santa Fe này là 2017, chiều bán là 685 triệu, xe này là 2018, 650 triệu, đó, có hai cái mức giá đó. Thì anh chị có quan tâm xe nào thì đến coi luôn, để chung coi đến một hai chiếc luôn cũng được. Đây, đó, nguyên cái cốp đồ siêu rộng luôn, đây hàng ghế thứ ba này, đó, anh chị có thể kéo lên, thì mình sẽ có được chở được 7 chỗ ngồi, 7 người. Đó, còn nếu mà mình chở được khoảng 4-5 người thì mình xếp nó xuống, mình có một cái cốp đồ siêu rộng. Đây, có cái cửa gió điều hòa phía sau đó anh chị. Hai bên luôn nha, đây. Đó, rộng rãi, cấp độ siêu rộng luôn. Đó, đây là Sorento xăng 2018, 7 chỗ, gầm cao. Xe này thì chiều bán là 650 triệu còn thương lượng. Có gắn cảm biến áp suất lốp luôn nè. Vỏ là đá 22 nè. Vậy coi nè, tắp bi cửa còn đẹp luôn. Dòng này người ta mua gia đình, người ta kỹ lắm anh chị. Kỹ xe lắm, cưng xe lắm. Đó, nè, cửa sổ trời đầy đủ hết. Đó, anh chị nào mà có quan tâm thì đến coi nha. Coi một trong hai chiếc luôn. Coi Sorento hoặc là coi Santa Fe luôn cũng được. Đây. Ghế da nè, cửa sổ trời nè. Táp lô nè. Điều hòa hai dùng nè. Đó. Sẵn tiện mở cái nắp capo luôn. Quay cái động cơ cho anh chị coi nè. Coi 2.4. Vỏ người ta thay cho anh chị nè. Bộ cái gì coi đạt 22 luôn. Đó, Sorento 2018. Máy xăng 7 chỗ gầm cao, giá là 650 triệu, chạy 68.000 cây. Đó, nước sơn liền lạc, xe đẹp. Xe quá trời đẹp luôn. Có cân bằng điện tử luôn này, đầy đủ hết. Đó. Anh chị thấy không, cái form dáng nhìn nó đẹp nè. Gia đình này lấy mấy con này đi là quá là ok, không có gì để chê. Đó, anh chị thích mẫu Santa Fe thì qua lấy xe này. Chiếc này là 2017 cũng là máy xăng, cũng là 7 chỗ. Hai thằng nó như nhau luôn. Đó, đây, và đây là cái động cơ 2.4 này. Đây, đèn này. Đèn LED á, cái này là đèn chiếu gần là đèn LED, chiếu xa là đèn halogen. Đây này, động cơ này. Đó, máy móc là mới tinh luôn anh chị. À, xe quá trời đẹp. Cam kết nha, không có cứng đụng, không có ngập nước nha. Đó, bao chết hãng thoải mái luôn. Đây. Xe này là cũng một chủ từ đầu luôn. Thì xe một chủ thì anh chị cứ yên tâm. Xe một chủ người ta đi người ta kỹ lắm. Nè. Đó đây. Sorento 2018. Giá chỉ có 650 triệu thôi. Quá là hợp lý luôn. Quá hợp lý. Đó, có quan tâm thì đến coi nha. Sorento 2018 chạy 68.000 cây. 650 triệu còn thương lượng. Cần thông tin gì anh chị các bạn qua sơ chị gửi thông tin cho. Đó, có xe ngay tại khu dân cư Vạn Phúc nha. Quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức.